Ngày 2 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Văn Sang, 24 tuổi, quê Sóc Trăng, để điều tra về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, tối ngày 31 tháng 7, Công an đã đột kích phòng trọ của Sang tại tổ 10, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm trên, lực lượng thu giữ khoảng 1,4783kg ma túy, gồm ketamin và thuốc lắc. Bước đầu, Lê Văn Sang khai nhận bản thân không có việc làm nên đã liên hệ mua ma túy về phòng trọ phân chia, sau đó bán lại cho các đầu mối tại quán bar, club, karaoke ở thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thành phố Hồ Chí Minh.